Tại lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng, các đại biểu đã đặt vòng hoa dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Toàn huyện Dầu Tiếng có trên 2.000 liệt sĩ, trên 1.000 thương binh và trên 2.500 người có công cách mạng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Dầu Tiếng luôn dành sự quan tâm đặc biệt, lòng biết ơn đối với những công lao và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện, thường xuyên tổ chức các đoàn thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Công tác xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa được duy trì thực hiện tốt.